Tiền áo tao mua cho mày hôm mùng 8 tháng 3 là Ừ rồi. 286.000. Ừ, nào đấy ta Tiền tính bánh luôn. mì hôm 16 tháng 6 21.000. Tiền trà sữa hôm 16 tháng 6 là 27.000. Ừ. Tiền nhà nghỉ với bao cao su chưa tính hết nhưng nó rơi vào tầm 2.3 triệu. Xôn xao clip thanh niên đến tận nhà người yêu cũ mở sổ ghi chép để đòi nợ. Quả thực không có gì phong phú hơn những vụ ồn ào trên cõi mạng, bởi ngày qua ngày, drama cứ nổ ra liên tục làm netizen hết muốn bể phổi. Mới nhất là vụ đoạn clip được cho là ghi lại một vụ chia tay đòi nợ đang khiến cộng đồng tấp tấp dậy sóng. Trong đoạn clip, một anh chàng đã canh me nhiều ngày trời để túm được cô người yêu cũ ngay trước cổng và tính toán cho sòng phẳng. Với tác phong minh bạch tài chính hơn cả sao kê ngân hàng, anh chàng mở ba lô lấy sổ ghi chép và đọc lên những khoản mình phải đòi, kèm theo ngày tháng rõ ràng. Đáng nói thanh niên này xưng tao mày với cô gái kia, cái trang của mày đâu nhờ. Thanh niên vừa lật tìm trang nợ của người yêu cũ, vừa lẩm bẩm khiến cô gái phải than thở, khiếp eo ôi. Những khoản tiền mà anh chàng đưa ra gồm có: từ đợt đầu mình yêu tao đến bây giờ, giờ chia tay tao phải đòi. Ôi trời ơi, bây giờ chia tay đòi quá. Mày hèn thế. Đúng là như vậy, tao hèn quen rồi. 5 triệu cái tiền gì tao mà nợ mày thì mày cứ ghi vào, rồi mày nợ tao tao không ghi tổng bao nhiêu. Tao nếu mà tao nợ mày thì mày trừ đi, còn ừ, mày đây, nợ đây, tao đây, mà đây, nợ đây, tao. Chưa hết, chưa hết. Này, tiền đi ăn đi uống nhá, tao cũng bỏ ra chứ không phải riêng mình mày nhá. Để tao tính đã. Tiền nhà nghỉ với bao cao su chưa tính hết nhưng nó rơi vào tầm 2.3 triệu. Ôi thế một mình tao sướng à? Nhà nghỉ một mình tao sướng à? Ờ thì bây giờ cái tiền đấy thì sướng chung, thì bây giờ mày phải trả tiền chung thôi. Ôi bây giờ chưa cưa đôi. Tao mày cũng sướng, tao cũng sướng. Khi cô gái cho biết đi ăn đi uống mình cũng bỏ ra, anh chàng tuyên bố rằng ai nợ bao nhiêu thì ghi vào rồi tính tổng và trừ đi. Sau một hồi tính toán, anh chàng cho biết tổng cộng số tiền bạn gái cũ nợ mình là 8 triệu đồng và bắt cô nàng ngồi xuống tính cho xong hết đi để đỡ đau đầu. Tuy nhiên cô nàng cho biết phải đi có việc và bỏ đi. Tiền đến tháng 7 của mày hết tổng cộng. Tao phải trừ luôn tiền đấy với tiền của tao luôn, mày còn phải trả thêm cơ chứ không phải là mày tính toán. 5 triệu 3. À, tổng hết của mày hết 8 triệu, của tao hết bên đấy bao nhiêu mày tính đi. Bây giờ tao, mày không phải phun cửa đấy, tao không thích thế nhá, bây giờ tao phải đi có việc. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng với gần 5 triệu lượt xem và 30.000 bình luận sau 16 tiếng đăng tải. Ai nấy đều bất bình với cách ứng xử của thanh niên nọ. Chia tay là đúng rồi, anh trai này xứng đáng ế, hèn chi bả chia tay là đúng rồi. Ghi sổ hết rồi nhé, cấm cãi, giấy trắng mực đen rõ ràng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng clip này là diễn vì không tin có chuyện như vậy trên đời được. Hiện tại dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng netizen vẫn đang nhiệt tình bàn tán phía dưới đoạn clip. Nếu thật thì đây xứng đáng là một vụ nổi cộm trong lịch sử cõi mạng đấy nhỉ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.